Tiếp theo tới mục là chúng ta đưa cái tên của dâu rể và cái chữ là đính hôn, sánh hôn cùng gì đó. Thì bây giờ chúng ta có thể lấy cái volume 3 mẫu kia đem qua đây giống như trường hợp hồi nãy. Thì chúng ta mở cái volume 3 lên. Đây thư viện 3 mình đây nè, mình luôn luôn mình sẽ kích hoạt sẵn cái cầu ghép, cần nhảy bên kia bóc một cái đưa qua đây trở lại. Thì mình thấy trong cái mục là style container mình đây nè, mình thấy có rất là nhiều các cái kiểu, chẳng hạn như mình đưa là cô dâu rể sánh duyên cùng gì đó nha, mình có thể lấy cái chỗ này nè, chỗ này cho hình cô dâu rể hoặc chỗ này, chúng ta đưa cái nào vô cũng được hoặc là lấy cái này cũng được. Thì đây mình có thể đưa hình cô dâu rể nằm bên dưới này ha, là hình trái tim rồi nè, đưa xuống dưới này hoặc là đưa vô đây tùy mình. Rồi ngoài ra chúng ta cũng có thể có nhiều kiểu khác nhau nữa, hay như trong cái những cái mục này nè, thấy nó có mẫu sẵn hết trơn nè, mình hãy đưa vô mình làm tiếp nha. Như chỗ này nè, mình bốc này mình thảy bên kia đưa cô dâu rể vô đó sánh duyên cùng, hoặc là những cái dạng như thế này đây đó, những rất là nhiều những cái nền khác nhau, thì ta thích cái gì thì ta để vô cái đó thôi. Thì giả sử trong trường hợp này tôi lấy cái mẫu template này đi, template này để tôi đưa hình cô dâu chú rể nha, tôi để là cô dâu rể sánh duyên cùng gì đó như đây. Thì tôi sẽ copy cái phần những nút này lên nha, tôi copy cái phần này nè, tôi copy nguyên container này, copy nguyên cái này nè, tôi sẽ copy nó, nghĩa là nguyên cái này cái screen. Rồi tôi đã chở qua bên ngay chỗ này, chở qua bên cái mẫu cưới tôi đang làm nè, để trở về. Thì như vậy tôi chọn cái screen này nè nha, tôi để đây, tôi sẽ dán vô screen này nè, tôi nhấn phải chuột tôi bắt vô. Rồi tôi lấy nguyên container bên kia tôi đưa qua đây rồi. Thì bây giờ tôi gì tôi nắm chỗ này nè, thay vì làm nữa thì không cần làm gì hết á, tôi nắm nguyên container tôi dục vô đây nè. Thì rõ ràng mình thấy nè, đó nó tới đây, tôi đánh chữ là gì? Sánh duyên cùng thôi. Thì chỗ này tôi chỉ việc là tôi chọn container này, tôi nhấn phải chuột, tôi cho đây là gì, container, step into container, tôi chọn đúng cái mục bên dưới này, cái mục phim này nè, nó đã tính hiệu ứng sẵn cho tôi hết rồi. Tôi chỉ việc tôi nắm cái hình cái phim của dâu ở chỗ này nè, cái phim này hoặc phim này tôi thảy vô phim này thôi, tôi đưa vô lại đây. Coi thành phẩm mà. Tôi cho nó nhỏ lại các bạn coi nè. Rồi tôi thoát cho ra lại. Thì như vậy tôi mới vừa làm xong cái chuyện là ngay chỗ này mình có thể trồng mờ qua một cái. Đó. Tới Úc Nam thứ nữ vậy đó, thì mình sẽ đưa đây trưởng nam rồi sánh duyên cùng thứ nữ, thì mình có thể đưa đây cái chữ đánh chữ như bình thường y chang như vậy thôi. Thì nếu như chúng ta làm biến chúng ta không đánh chữ, ta sẽ copy vô khác đưa đây cũng được y chang luôn. Chẳng hạn như giờ tôi sẽ vô đây là tôi vô phần chữ nè, tôi sẽ đưa cái chỗ khác vô import media, tôi lấy từ cái chỗ nào đó tôi đưa vô. Ví dụ trong hợp tôi sẽ vô trong cái mục là cái project cũ mà trước đây tôi đã từng làm, ví dụ trong những project cũ này nha, trong 84 này chẳng hạn nè, trong đây tôi thấy có cái chỗ là chữ, nếu không tôi mở lên, tôi mở 84 lên cũng được. Thấy chỗ này có 84 nè, mẫu 84. Tôi vô phần chữ nè bạn coi nè. Đây sánh duyên cùng nè. Tôi sẽ copy cái này đi. Khỏi làm nhé, copy thôi. Rồi tôi qua bên đây. Rất là nhanh, tôi qua chỗ này nè, tôi thảy vô cặp cái này xong rồi. Rồi tôi qua chỗ cái chữ này nè, qua cái clip chữ nha, chọn chữ đó nha, tôi bắt ở đây nè, thấy có này bạn thấy không, khỏi cần làm gì hết á,
Rồi tôi dần kinh tôi thảy vô đây thôi là xong. Linh Thánh Duyên nó dục chỗ này nè. Đó, giờ tôi việc đưa vô trong tôi sửa lại xíu là thành cái của mình thôi. Rồi tôi nhấn đây nè. Rất là đơn giản, có nghĩa là chúng ta sẽ không phải làm gì hết, nếu mà có tư liệu sẵn là khỏi làm gì hết. Bấm cần cho na. Còn đây gái nha, bấm cần cho na nè. Chọn này nếu bấm này ai cũng tắt không được, bấm này là select all. Cái trường hợp mà nó giật tới tôi vậy là do có thể máy nhiều khi nó bị vấn đề thì mình sẽ không dùng bấm tắt được, thì mình sẽ làm bằng tay thôi. Giờ đã chọn đây nè, nó chọn hết thôi. Trong Liquid thì cái khổ sở nhất là việc đánh chữ thôi. Còn nếu như chúng ta mà cảm thấy như vậy nó khó chịu quá thì mình nên tìm những phông chữ cho nó đầy đủ. Nó thiếu những phông chữ nào thì để vô thì nó sẽ đỡ mất thời gian hơn. Đây mình thấy nó thiếu những phông như hệ như HB, VN, VNI, HB, vân vân các thứ. Thì tôi sẽ tìm cách tôi cài cho nó những phông này để nó khỏi báo lỗi nữa. Thì nó sẽ đỡ bị lung tung lan tan như vậy. Thì như vậy mình chịu khó mình tắt này đi. Thì tôi sẽ thoát ra khỏi Liquid, tôi sẽ vô tôi lấy những phông chữ để vô cho nó đúng chính xác.